đoán án kỳ quan. Phụ nữ hay nêu cao danh tiết, cần chi tô lục với chuốt hồng. Những người dâm đáng thường diêm dúa, lụy đến chồng con, họa đến thân. Thôn Lạc Gia, huyện Cao Bình, có một người tên là Lạc Niên Phong, vợ là Kim Thị. Sinh được một người con gái tên là Diễm Cô, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Vợ chồng quý như vàng. Lúc nhỏ cứ để cho ăn mặc ăn diện, lớn lên lại cứ để nó mặc chơi bời, chẳng cho tập thành nữ công gia chánh. Nhưng mồm mép thì chua ngoa đanh đá. Khi còn nhỏ, Lạc Niên Phong đã hứa gả cho Quách Ngạn Chân. Nhà Quách thì nghèo lắm, cha thường đi buôn bán xa. Ngạn Chân mới theo cha nên cũng biết buôn bán. Cha già yếu, giao việc buôn bán cho Ngạn Chân, còn ông thì về mua ruộng cày cấy. Lúc nhỏ, Ngạn Chân ít học hành, chỉ thích ngắm đàn bà con gái, thích chuyện phòng the. Trong làng xảy ra việc gì hay khiêu khích, đâm bị thóc chọc bị gạo, để họ thù hằn kiện cáo nhau. Hắn thường lui tới ngõ Liễu Đường Hoa, không tin vào nhân quả báo ứng. May mà buôn bán kiếm được nhiều lời, chưa từng lỗ vốn bao giờ. Cha anh ta biết được mới khuyên rằng: người ta sống trên đời thì hiếu thảo là cái thiện hàng đầu, dâm đãng là cái xấu nhất trong các thói xấu. Cái nợ về dâm đãng nhất định phải trả. Gần thì vợ phải trả, xa thì con cháu phải trả. Đến nỗi bại hoại cả thanh danh, mất hết của, mất người. Xưa nay việc báo oán về gian dâm là ghê gớm hơn cả. Con phải giữ hết mình, mà giữ mình hết sức thận trọng đấy. Lão già lắm mồm, Ngạn Chân nói: việc buôn bán cứ một vốn một lãi, tôi giao đầy đủ, cớ sao ông cứ đặt điều. Xin ông hỏi rằng, việc gì mà chẳng cần tiền? Không mắc thì tốt, người cha nói, mà đã mắc rồi thì đừng có tái phạm. Nếu tôi có sai phạm thì trời báo ứng, mất đầu là cùng chứ gì, Ngạn Chân mới thuận miệng nói. Người cha mới chửi ầm lên: chẳng qua là tao khuyên mày, chứ ai thách đố với mày. Năm ấy người cha cưới vợ cho hắn. Diễm Cô về nhà chồng suốt ngày ngắm vuốt, chẳng chịu làm gì. Mẹ chồng khuyên nhủ bảo ban, chờ mãi không được phải tự làm thay. Mọi việc đều phải chỉ bảo từng ly từng tí. Diễm Cô rất ghét, đêm đêm thủ thỉ với chồng rằng mẹ đầy đọa mình. Ngạn Chân thì quá mê đắm, cũng chẳng dạy bảo vợ. Thấy mẹ sai vợ làm việc này việc nọ thì bèn nói ngay: này bà già lắm mồm, đứa con dâu còn non xương non da, sao mà bà cứ sai làm suốt ngày, việc trong nhà làm cả ngày cũng không hết được. Thì chẳng qua tao yêu quý nó, mới dạy nó làm cho quen đi, mẹ nói, để sau này khỏi phải tan cửa nát nhà. Đã như thế thì từ nay ta cũng chẳng thèm nói nữa, xem ai sẽ hại đến ai. Về sau phàm có việc gì, Ngạn Chân đều làm thay và cũng không làm việc đồng áng nữa. Diễm Cô biết được tính chồng càng lười nhác, ngay chiếc chổi đổ cũng không dựng lên. Mẹ thấy con bênh vợ chằm chằm cũng chẳng nói nhiều. Cha thấy như thế không được, bèn giục con đi buôn. Nói mãi tới nửa năm nó mới chịu đi. Diễm Cô về nhà mẹ đẻ. Khi nào chồng về mới về. Qua 2 năm mẹ thúc giục quá, mới cãi nhau với chồng, không cho chồng đi. Ngạn Chân thấy nhiều lãi, đi thêm mấy chuyến nữa. Diễm Cô thấy chồng ở ngoài chơi gái thì chửi vỗ vào mặt chồng: người là đàn ông mà bạc tình bạc nghĩa, chỉ cốt đi ăn để ăn nằm với hết đứa này đến đứa khác, mặc ta ở nhà vò vó một mình, suốt ngày cứ như đứa câm, ban ngày làm việc tối mắt tối mũi, đêm đến bến đông bên tây người ta hú hí với nhau, ta đây thì một thân một mình chùm chăn để ngủ, mắt cứ trong trong cho đến sáng mà không đau lòng. Nếu lại đi thì ta liều chết với người. Con ơi, người cha nói, người ta ở trên đời này sĩ nông công thương mỗi người một nghề, chồng con mỏng lực không buôn bán thì ở nhà ôm nhau mà chết à? Tôi hiểu rồi, Diễm Cô nói, cha con ông vào hùa với nhau để giết chết tôi. Bố chồng nói mấy câu, thế là Diễm Cô gào lên, vừa khóc vừa chửi bới. Bố chồng uất ức quá, hộc máu mồm. Thế rồi ông bàn với con buôn bán ngay tại quê. Ngạn Chân mới mua một cày hoàng ở dốc Đại Thụ, cách nhà 20 dặm. Sáng đi tối về, buôn được mấy năm kiếm được hơn 100 quan tiền. Một hôm trời đã tối mà Ngạn Chân vẫn chưa về. Cha bảo người làm công cùng với đứa con đi đón. Đi được 6-7 dặm, bỗng thấy một người cầm chiếc cuốc cán đi tới,
Người làm công vội hỏi: "Ai đấy?" Người ấy nói rằng: Mày không biết tao là ông Lã đấy à?" Người làm công soi đèn thì đó là Lã Quang Minh, người cùng làng. Khắp người đầy máu, tay cầm chiếc cán cuốc. Người làm công nói: "Ông đi đâu mà người lắm máu thế?" "Mày hỏi tao mía lắm nước ư? Tao không trồng mía sao mà có nước?" Người làm công thấy gã say mềm, ngỡ là hắn ngã, bèn nói: "Ông vấp ngã à?" Tao chưa mua được dao," gã nói. "Thôi, ông cút đi," người làm công nói. Tao hôm nay mới uống có 8 lạng, làm gì được 1 cân?" Lã Quang Minh nói. Thấy lão ta say khướt, người làm công cũng không thèm hỏi hắn gì nữa, rồi bỏ đi. Tới cầu Bình An cũng không thấy, hút liền mấy điếu thuốc, rồi gọi mấy tiếng. Đứa ở nói: "Bây giờ đã quá canh hai, nhất định anh ấy không về rồi. Chắc là đã uống rượu ở đâu chăng?" Họ rủ nhau về. Bên cầu Bình An có một người làm đậu phụ họ Ngô. Ông vốn là một người lao động, trước đây đi làm thuê. Nhưng vì lười nhác, tính khí lại ngang ngạnh, hay nói điêu, một năm mà phải đuổi chủ tới 3 lần. Hơn 40 tuổi mới góp nhặt được 40-50 quan tiền, lấy một người vợ chạc hơn 30 tuổi. Vì sĩ diện, gã thuê ít ruộng trồng cấy. Ai ngờ gặp cơn đen vẩn túng, chỉ có 2 năm mà lỗ đến quá nửa, còn lại 20 quan tiền. Ông ta mới thuê một ít ruộng cao ở gần cầu An Bình để trồng đậu, làm đậu phụ. Hôm ấy vào canh hai, bỗng nghe đến ụt một tiếng. Gã giật mình tỉnh dậy, vội thắp đèn lên xem, thì thấy chiếc nồi thủng một lỗ to, trong bếp đen xì xì, không biết là vật gì. Khều ra không được, gã bê nồi ra xem rồi nói: "Ôi chao, nguy rồi." Chiếc đèn cầm trên tay phụt tắt. Vợ mới hỏi chuyện gì thế, thì Ngô Đậu Phù nói: "Không biết đứa nào bất lương ném cái đầu người vào bếp nhà mình, vỡ cả nồi." "Đừng có la ầm lên, lặng lặng mang đi mà chôn, kẻ người ta biết được," vợ nói. Ngô Đậu Phù mới mang cuốc ra dốc núi phía sau để chôn. Đang đào hố bỗng có người tới hỏi: "Ông chôn gì thế?" Lão Ngô kinh hoàng nghe thấy gã đồ tể họ Yến. Gã đồ tể họ Yến xuống làng mua lợn, thấy đã khuya, muốn đi lối tắt nên rẽ qua đây. Nghe thấy tiếng cuốc, đến xin lửa hút điếu thuốc. Trông thấy đầu người bèn hỏi: "Ông giết người ở đâu rồi lại mang ra đây chôn?" Lão Ngô bảo rằng mình thấy nó ở bếp. Gã đồ tể Yến không tin, dọa sẽ nói với mọi người. Không còn cách nào khác, lão Ngô hứa cho 2 quan tiền. Gã đồ tể họ Yến bằng lòng. Lão Ngô đào hố xong gọi lão Yến đến chôn. Lão Ngô bổ một nhát cuốc, lão Yến rơi xuống hố, rồi bổ thêm một nhát nữa. Thế là lão Yến đi đời, rồi chôn chiếc đầu ấy cùng với xác lão Yến. Sáng hôm sau nghe người ta nói, thấy miếu tổ thần bên cầu Bình An có một người bị giết, nhưng không thấy đầu. Ngô Đậu Phụ biết nhưng không dám hé răng. Chuyện ấy đến tai bố mẹ Quách Ngạn Chân. Vì chưa thấy con về nên rất hốt hoảng, họ mới tức tốc tới xem. Thấy quần áo giày tất giống con mình, lão Quách nói: "Cánh tay con tôi có 3 chiếc nốt ruồi. Vén tay áo lên xem, có 3 nốt ruồi thật. "Chiếc quần trắng con tôi mặc," bà Quách nói, "hôm trước tôi vá cho nó muộn vải xanh." Kéo áo lên xem, quả nhiên đúng là như thế. Cả hai ông bà già đều nói: "Đúng là con tôi rồi, không biết kẻ nào giết nó, ngay cả đầu cũng bị chúng cắt đi, thật là đau đớn thay." Thế rồi họ ôm lấy thi thể con mà khóc rằng. Người cha nói: "Thấy con, ta như đứt từng khúc ruột." Người mẹ tay sờ vào thi thể con, gào lên thảm thiết. Người cha lại nói: "Con tôi không thấy đầu, thật là thê thảm. Thương thay máu chảy ướt đẫm cả áo rồi." Người cha nói: "Không biết vì sao mà nó giết con tôi." Người mẹ lại thêm vào: "Hàng ngày tôi chẳng tiếc công sức vì nó. Cha nuôi con khổ lắm con ơi. Tôi vất vả gian truân nuôi nó từ tấm bé. Nó buôn bán có tài mà ngay thẳng công bằng. Sáng sớm nó đi, tối nó về mà chẳng thấy hề kêu can phàn nàn gì. Tối hôm kia nó còn mua về 1 cân thịt rưỡi, mà còn mua thuốc cho mẹ hút. Tôi chỉ nói với nó là phải giữ tròn đạo hiếu,
Tôi về già ai chôn cất đây? Hôm qua nó đi chợ, trời tối mịt mà không thấy về. Sáng nay nghe thấy người ta nói bên cầu Bình An xảy ra tai họa, cả nhà hốt hoảng tới xem, mới biết con mình đã chết rồi. Thương thay, tôi đã 60 tuổi rồi, đầu đã bạc trắng, phải chôn con tóc còn xanh. Vợ nó thì còn trẻ và xinh đẹp, lười nhác, chỉ thích mặc đẹp ăn ngon, gối lạnh chăn đơn chẳng người làm bạn, sợ rằng nó ôm đàn sang thuyền khác. Nhìn con chẳng muốn rời xa nó, gọi con thì chẳng thấy thưa, nước mắt lưng tròng. Con có linh thiêng đừng đi vội, hãy mau mau đến cửa quan giải bày nỗi oan này. Hai người khóc lóc rồi đến báo cho Lý Trưởng. Lý Trưởng nói: đúng là con ông bà thì phải bàn bạc xem kiện thế nào. Người làm công nói: đêm qua Lã Minh người đầy máu me, chúng tôi hỏi thì hắn nói hàm hồ. Hơn nữa hắn lại còn mang chiếc cán cuốc còn dính máu, hắn không giết thì còn là ai? Lý Trưởng một mặt sai người báo lên quan, một mặt cử người đi bắt Lã Quang Minh. Lại nói Lã Quang Minh sống độc thân, nhà nghèo, chuyên đi cày cuốc thuê mướn. Đến 40 tuổi cũng kiếm được mấy chục quan tiền cho vay. Mỗi quan tiền mỗi phiên chợ cũng kiếm được 5-60 đồng. Tới nay được hơn 100 quan, cho người ở dốc đại thụ vay. Lão lại nghiện rượu nên phiên chợ nào cũng thế, chưa say bí tỉ thì hắn chưa thỏa mãn. Khi uống say là hắn đánh chửi người khác, ai bán rượu cũng phải hỏi tới 3-4 lần hắn mới trả lãi. Lãi của hắn tháng nào cũng đòi tháng ấy, sổ nợ lão ghi rõ ràng làm hai bản. Hôm ấy đi chợ, hắn uống say bét nhè, thấy cán cuốc, hắn mới mua một chiếc. Trời tối mịt mới về, đi qua cầu Bình An, hắn vấp vào một vật, ngã bổ chừng xuống đất rồi lồm cồm bò dậy. Đi được một quãng, gặp người làm công của Cách Quách Ngạn Chân. Về nhà đèn cũng chẳng buồn thắp, hắn mới mò vào giường ngủ ngay. Mãi tới lúc mặt trời lên tới 3 quân trào, hắn vẫn chưa dậy. Lý Trưởng mới dẫn người vào tận phòng, lấy khóa, khóa tay hắn lại. Lã Quang Minh mới nói: đồ con lợn, sao vô cớ đến đây xích tay ta, bắt ta đi làm gì? Mọi người nói: mày thật là độc ác, giết người còn giả vờ giả vịt à? Tôi giết người ở đâu? Lã Quang Minh nói: ai nhìn thấy? Mày không giết người à? Mày hãy mở mắt ra mà nhìn mà xem. Mọi người nói. Quang Minh nhìn thấy người mình đầy máu, vô cùng hoảng sợ. Lúc này gã đã tỉnh rượu, mới nhớ lại sự việc đêm qua. Người ta lôi gã tới cầu Bình An. Vùng này cách thành hơn 30 dặm. Quan thấy vụ án mất đầu, lập tức xuống hiện trường khám nghiệm. Đến chiều thì mới tới nơi. Người khám nghiệm báo rằng trên người có 6 nhát dao, bị một nhát đâm vào ngực. Sau khi chết mới cắt đầu. Quan hỏi thân nhân người bị giết: họ đúng là con ngươi không? Dạ đúng là con ạ. Lã Quách nói: dấu vết vẫn còn nguyên đây. Quan mới lệnh cho thân nhân Lý Trưởng, hàng xóm và hung thủ tới huyện để xét hỏi, cho phép khâm liệm xác chết, chôn cạnh miếu thổ thần. Trở về huyện, ngay đêm ấy quan lên công đường xét hỏi Lã Quang Minh: vì sao ngươi giết Quách Ngạn Chân mà ngươi vẫn không khai thực? Dạ thưa ngài. Lã Quang Minh quỳ xuống, nước mắt như mưa nói: con tuy là nông dân ngu muội, song con cũng biết thế nào là công lý, không hề làm điều ác. Hôm qua con đi chợ mua cán cuốc, rất tiếc rằng con đã uống thêm vài chén với bạn bè. Ra khỏi chợ thì trời tối đen như mực, con đi không vững. Về tới cầu Bình An, con vấp phải một vật, ngã rủi xuống đất. Xong con thấy trơn nhẫy, vừa to vừa cứng, lại xanh xỉn không biết nó là người chết à. Đi được một đoạn thì thấy người nhà của Ngạn Chân tới hỏi: vì sao trên người ông dính đầy máu? Lúc ấy con không nghe rõ, về nhà đi ngủ ngay. Tới khi mặt trời lên tới 3 quân trào mới dậy, bỗng thấy có người đến trói con, bảo rằng con giết Ngạn Chân ở cầu Bình An. Họ khóa tay con lôi tới đây và đổ diệt cho con. Bẩm ngài đó là sự thật, xin ngài ra ân hãy thả con về. À, thằng này liều lĩnh thật, làm sao mà chối cãi được. Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Hãy mau khai ra để khỏi phải tra tấn. Dạ bẩm ngài, người ta thường nói người làm quan như gương sáng, làm sao mà ngài không xét thực tình? Đã giết người thì phải cao chạy xa bay chứ, chứ sao lại ngủ trên giường chờ người đến bắt? Đồ chó má này, giết người không chạy là vì oan hồn không cho chạy. Ta đã gặng hỏi ngươi, ngươi lại không khai. Muốn mày đâu, hãy đánh nó 80 gậy cho tao.
Trời ơi, đánh hai chân tôi tóe máu, muốn lên trời cũng không được, chui xuống đất cũng không xong. Họ căn cứ vào đâu mà bảo tôi giết người? Không thể nghe lời nói vu vơ mà hãm hại người tốt. Vết máu trên người mày không phải chứng cứ thì là gì? Quan huyện mới hỏi. Trời ơi, bẩm quan lớn, đấy là con vấp phải xác chết nên dính máu vào. Tại sao ngài lại đẩy người vào chỗ chết? Thằng chó má vẫn còn già mồm à? Bái đâu, kẹp nó cho tao. Trời ơi, kẹp tôi đến vãi cứt vãi đái, chết ngất đi. Sợ khai bừa ra thì toi mặt, mà không khai thì phải chịu tra tấn thê thảm thế này. Để xem mày có phải khai không. Đấy là do tôi uống rượu mà bị báo ứng, bị đánh đập, bị cùm kẹp. Mình còn trách ai? Xin ngài tháo kẹp ra để con khai. Quách Ngạn Chân là do con giết. Ê, đầu ngươi vứt ở đâu? Dạ thưa ngài, tối qua con mang đầu chạy, tâm thần hoảng loạn, không biết rơi chỗ nào, cứ tìm kỹ sẽ thấy ạ. Quang Minh mới khai xong, bị giam vào nhà tù, rồi bị bọn tù đánh hôi. Hôm sau quan lại lệnh cho sai nha giải lã Quang Minh đi tìm đầu. Hai chân Quang Minh nát bét, không đi được, xin ngồi kiệu. Tới cầu Bình An tìm, nhưng chẳng thấy đầu đâu, khóc lóc trở về nhà tù. Bọn phạm nhân thấy Quang Minh cho vay nặng lãi, là người có tiền, nên suốt đêm chúng đánh cho Quang Minh sống dở chết dở. Quang Minh không chịu nổi, đành phải bỏ ra 100 quan tiền. Lại không có người thân, nên viết giấy bảo người vay đưa cho chúng mới được tha chết. Ngày hôm sau, quan hỏi không thấy đầu, lại đánh 1.000 roi, rồi lại khiêng vào nhà giam. Phải 5-6 hôm sau, vừa gượng dậy quan đã đợi đi tìm đầu, trở về huyện lại bị đánh 500 roi. Thế rồi cứ giam 3 ngày lại lôi ra đánh, đến nỗi hai chân Quang Minh lòi cả xương, người gầy như que củi, rất uất hận. Quang Minh khóc suốt ngày. Một hôm tới cầu Bình An đi tìm đầu, tưởng tượng lại những ngày qua, ông vừa đi vừa khóc. Tìm đầu người kêu trời không thấy, nghẹn ngào ở mức không sao nói nên lời. Xưa nay lã Quang Minh không có tội tình gì, thẳng bao giờ đốt nhà, giết người cướp của, dối trời lừa người, chỉ luôn luôn muốn yên sống yên lành thôi. Trong sạch thai qua nạn khỏi, quanh năm lãi mẹ đẻ lãi con. Trời ơi, ai xui khiến tôi gặp vụ án mạng, chịu liên lụy, tiền của mất hết, bỏ bê việc nhà. Quan đòi phải tìm ra đầu người mới kết án, đánh tôi đến nỗi nát da ứa máu, đau thấu ruột gan. Trời ơi, đến nay kẻ giết người không biết ở đâu, chiếc đầu người không biết ở đâu. Ban ngày giải tôi đi tìm, tiền thuê kiệu đã mất 2-3 quan. Đêm về giam trong sân nhà ngục, suốt đêm sương gió không sao ngủ được. Cháy giận dẹp bâu kín đặc, cắn nát thịt ra thành ung nhọt, máu tứa ra. Trời ơi, quan thật là dã man. Cứ 5-3 ngày lại tra khảo một lần. Hai chân rách tướp mà vẫn còn đánh hàng ngàn roi, đau đến đứt ruột nát gan, chết đi sống lại. Đây quả thật là tai bay vạ gió, bỗng dung trời giáng họa. Trời ơi, có lẽ hàng ngày ta uống quá nhiều rượu, uống đến điên cuồng. Khi say rượu ta cứ ngất nga ngất ngưỡng, gây gổ với mọi người. Ta cho vay nặng lãi hết tháng không giao tiền, lôi cả ông bà tổ tiên người ta ra chửi. Trời ơi, ta thề từ nay trở đi không uống rượu nữa, không có việc gì không đi chợ, ta không cho vay nặng lãi nữa. Nếu còn sai phạm thì ta chết đi làm con chó. Ta khuyên người đời đừng ai nát rượu, đừng ai điên khùng, hãy trong gương ta đừng nghiện ngập thì mới sống bình yên tai qua nạn khỏi. Sai nhà thấy Quang Minh khóc lóc mới chửi. Về vụ án của ngươi mà chúng ta phải đi rách nát những hai đôi giày rồi, còn góc cái gì? Hôm nay mà không tìm thấy đầu thì chúng ta giao mày cho quan lớn đánh chết tươi. Lúc ấy Ngô Đậu Phụ đang đứng trước cửa nhà, thấy Sai Nha chửi, hắn mới tức cười bèn nói: vô duyên vô cớ thì tìm đâu cho thấy, chiếc đầu người đến thánh cũng không tìm được. Sai Nha mới nói: thế thì nhất định người biết rồi. Ngô Đậu Phụ lập tức im bặt, thấy mình lỡ lời bèn nói: chẳng qua ta cũng chỉ nói thế thôi, chứ ta có biết gì đâu. Sai Nha mới lập tức khóa tay của Ngô Đậu Phụ lôi đến dốc đại thụ. Vốn là Sai Nha định vòi tiền, sai người nói với Ngô Đậu Phụ đưa cho 4 quan tiền họ sẽ tha. Ai ngờ một gã thì hắn cũng một xu cũng không đưa. Rồi gã nói: họ vô cớ xích bừa đưa ta lên Hoan huyện, đánh cho ta một phát đứt làm đôi ta mới chịu nghe.
Sai nha bèn lôi gã đi giao cho quan. Quan mới hỏi: người biết đầu người ở đâu không? Sai nha muốn vòi tiền nên đã vô cớ xích tay con. Con không đưa tiền, họ bèn bảo con biết đầu người. Hắn nói là chiếc đầu người ấy thánh cũng chẳng tìm ra. Sai nha nói: chúng con hỏi hắn chỉ cười mà không nói. Xin ngài xét cho, nếu hắn không biết thì sao hắn lại cười? Đúng rồi, quan nói, không tra tấn thì làm sao mà hắn chịu nhận. Thế rồi ông mang lệnh kẹp tới kẹp. Ngô Đầu Phù lưng đầm đìa mồ hôi rồi nói: dạ thưa ngài, ngài hãy tháo kẹp ra, con xin khai ạ. Ngô Đầu Phù khai hết chuyện việc nhặt chiếc đầu người tối hôm ấy. Quan mới lệnh cho người đi đào đầu người. Với đất ra thì thấy bên dưới chiếc đầu người có một xác chết. Họ mới quay về bẩm quan. Quan lập tức cho khám nghiệm. Thấy người ấy chết là do quốc bổ vào người. Quan mới hỏi Ngô Đầu Phù, hắn bảo không biết. Quan lại lệnh tiếp tục tra khảo. Hắn mới khai rằng gã đồ tể Yến thấy hắn chôn đầu người, đòi tiền rồi bị hắn đánh chết. Quan nói: thằng chó má này, sao mày độc ác thế? Thấy có người biết, sao không làm đơn báo quan? Cớ sao lại giết người như thế? Vậy thì Quách Ngàn Chân là do thằng chó đều này giết chết rồi. Dạ thưa ngài, thật là oan cho con ạ. Ngô Đậu Phủ nói: quả thực chiếc đầu người này con thấy ở trong bếp. Ngài không tin xin ngài tới nhà con rồi mà hỏi. Quan lập tức tới nhà, thấy trên nóc nhà quả thật có một lỗ thùng. Nồi cũng thấy thủng một lỗ to, lại thấy đầu người bị mảnh nồi vỡ cao rách toạc. Quan mới nói: căn cứ vào hiện trường thì đúng là Lã Quang Minh vứt rồi. Vì tâm thần hoảng loạn, quên mất chỗ, bị người đem chôn nên tìm không thấy. Thằng chó chết này đã giết đồ tể Yến cũng phải đền mạng. Thế rồi ông lệnh cho bố mẹ Quách Ngạn Chân đưa đầu về chôn cùng một chỗ với bạn mình. Lại lệnh cho nhà họ Yến mang xác về thôn. Lý trưởng nói: Yến sống độc thân, không có người thân thích. Quan bảo làng ấy phải chôn, đưa Ngô Đầu Phù về huyện giam, rồi giải lên cấp trên xét hỏi. Tới cấp trên Ngô Đầu Phù cũng có khai như thế, còn Lã Quang Minh cứ một mực kêu oan. Thế rồi quan trên lại cho giải về huyện. Lúc ấy quan huyện cũ mất chức, quan mới tới nhiệm sở là Bạch Lương Ngọc, người huyện Tử Đồng Tứ Xuyên, xuất thân từ tiến sĩ, nổi tiếng thanh liêm. Lã Quang Minh mới đề đơn kêu oan. Bạch Công lấy bản án ra xem, lại xem vết máu trên áo, thấy máu dính đầy, lật ra xem bên trong, nhiều chỗ ngấm vào trong, còn một số chỗ lại không thấy ngấm vào. Tự nhiên ông đập tay xuống bàn nói: oan rồi, nếu người này giết thì máu phải ngấm vào bên trong, nhưng tại sao máu lại đồng thành vảy không thấm vào? Đúng là vấp vào xác chết rồi ngã, máu rơi vào áo. Vậy thì kẻ nào giết người? Ta phải nghĩ cách thế nào đây? Nghĩ ngợi mãi, ông mới lệnh cho các bộ phận giúp việc tới cầu Bình An để dựng rạp. Hôm sau tới cầu Bình An, đã thấy Lý trưởng chuẩn bị sẵn quốc sẻng để đứng chờ. Quan mới nói: không cần phải mở quan tài, chỉ cần chiếc đầu thôi, còn khám nghiệm gì nữa? Rồi ông hỏi: người bị giết ở chỗ nào? Dạ thưa ngài, bị giết ở trước miếu thổ thần tại đầu cầu ạ, Lý trưởng nói. Quan xem xét lại một lần nữa rồi trở về dạp ngồi, mới bảo sai nha: đưa thổ thần lại đây cho ta xét hỏi. Mọi người mới cười rộ lên nói: thổ thần là bằng đất thì tra hỏi làm sao được. Họ mới túm đông túm đỏ xem quan tra hỏi thổ thần. Sai nha đành mở cửa miếu khiêng thổ thần tới đặt trước bàn. Quan mới hỏi: thổ thần, người to gan thật đấy. Người là tai mắt của thượng đế, được nhân dân thờ cúng, khuyến thiện trùng ác, ban phúc giáng họa, cai quản cả một vùng, bảo vệ nhân dân. Tại sao nó giết người, cắt đầu trước mặt ngươi mà ngươi không biết? Lẽ nào kẻ giết người hiện nó trốn ở đâu? Phải khai thực cho quan huyện biết. Dạ thưa ngài, thổ địa không trả lời ạ. Sai nha mới bẩm: người cậy giữ chức quan to, ngạo mạn đối với quan huyện ư? Quan huyện đùng đùng quát thét: cuốn mày đâu, vạ vào mồm thổ thần 40 cái cho tao. Thế thế sai nhân khúc khích cười. Quan mới giận dữ quát: ngươi là đồ chó, cười tao bất tài à? Hãy quất hắn 80 roi. Bọn tay chân quất viên sai nha ấy 80 roi, rồi đặt ngửa thổ thần xuống đất, lấy bàn vả bằng da và bôm bốp vào mặt 40 chiếc. Quan mới nói: ta làm quan ở đây phải quản dưới sâu 3 thước đất. Ngươi to gan thật đấy,
dám ngạo mạn với ta, hãy khai ra hung thủ, nếu không ta sẽ đánh ngươi tan xác. Sa Nha lại nói, thần không mở miệng. Quan liền đập bàn để uy hiếp, rồi mập đứng dậy nói, gã thổ thần này quả thực vẫn còn ngoan cố à, đánh thêm 80 cái nữa cho tao. Sa Nha lấy bàn và giơ thẳng cánh và thật mạnh, mới đánh được 10 chiếc, bỗng nhiên thấy một mùa luồng gió quạt thốc vào trong rạp, xoáy mấy vòng rồi thổi ta theo hướng bắc. Quan mới hỏi, đây là gió gì? Có người mới thưa rằng, dạ bây giờ đúng giờ ngọ, gió nam nổi lên, đó chính là gió nam, chính nam phong, chữ chính đồng âm với chữ trình. Quan mới lệnh đưa thổ thần về miếu, sau đó ra lệnh cho Sai Nha đi bắt Trịnh Nam Phong. Sai Nha nói, dạ thưa ngài, gió vô hình vô ảnh, văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, thì bắt làm sao được à? Các người ngu như lợn ấy. Quan nói, ăn bổng lộc của vua phải báo đền ơn vua, các người đã làm Sai Nha cho ta thì phải nghe ta sai bảo. Các người không đi à? Hẹn cho các người nửa tháng phải về bẩm với ta. Rồi ông vứt lệnh xuống đất, đi kẹo về nha môn. Mọi người đều nói, quan quả là người hồ đồ, gió thì bắt thì quái nào được, nếu bắt được thì chúng ta đều phải đi bắt gió. Sai Nha mới cầm lệnh rất uất hận, rồi nghĩ, đây là quan thấy thổ thần không nói, cho nên làm ra vẻ như thế để che mắt mọi người, thoát thân cho dễ, và cũng chẳng thèm để ý tới nữa. Nửa tháng sau, quan mới hỏi Sai Nha, hôm trước ta lệnh cho các ngươi đi bắt Trịnh Nam Phong, các ngươi đã đi bắt chưa? Dạ quả thực chúng con chưa đi ạ. Sai Nha nói. Quan mới đùng đùng nổi giận quát, đồ chó má này, tại sao các ngươi lại bê trễ công việc? Quan lập tức đánh cho mỗi người 1000 roi, hạn cho nửa tháng, nếu không bắt được sẽ bỏ tù. Hai người Sai Nha vô cùng kinh hãi, liền bàn với nhau, đất này ta không sống nổi, ngài hà khắc như thế thì ta phải chạy trốn thật xa, may ra mới thoát chết. Rồi họ làm một bài theo điệu liên hoan náo, cầm 2 tờ lệnh đi khắp mọi nơi đóng vai người hát rong để khuyên người đời. Một hôm họ tới bãi Ngũ Lý, hát rong trên đường để khuyên người ta đừng dâm đãng. Trên đời bể cổ rộng mênh mông, những kẻ dâm đãng bao giờ cũng phải đền tội. Có kẻ phải chết sớm, có kẻ vì thế mà đói rét, có kẻ bán hết ruộng vườn nhà cửa, rồi cũng có kẻ ngồi tù. Kẻ giàu có mất hết nhà cao cửa rộng, kẻ đỗ đạt bảng vàng bia đá thì mất hết cả thanh danh. Cũng có kẻ vì thế chết tuyệt tự không người thờ cúng. Kỹ nữ bôi nhỏ danh danh của tổ tông, lộc cứ đang là quan hiển đạt bị mất chức, Lý Đăng vì dâm mà mất chức trạng nguyên, Tịch Giai xem tướng phải đói rét, đừng bàn tới chuyển phòng the đã tăng tuổi thọ, Đường Khanh ra làm quan phạm tội dâm đáng, cha mơ thấy di họa đến cháu con, xem ra món nợ ấy nhất định phải trả. Xa thì con cháu phải vào nhà chứa, gần thì vợ ngủ với trai. Người ta bảo cái tội chơi gái là tội thầy đình, một là làm bại hoại cả thanh danh, hai là bệnh quái ác sẽ nhiễm ngay vào bản thân mình, ba là con cháu sẽ bắt trước mình, bốn là mất tiền bạc. Khi chết phải đi xuống điện Diêm Vương, ôm cột đồng để nung đỏ, thịt xương cháy thành than. Đàn ông thì biến thành lợn réo, đàn bà thì thành lợn xê để đền tội. Tại sao người ta sống trên đời không tính toán, chỉ tặc lưỡi vui sướng chốc lát? Đời trương tu nhân tích đức và phút chốc đổ xuống sông xuống biển. Ân đức của tổ tiên để lại nay mất sạch sành xanh. Đã mắc phải thì đừng tái phạm, chưa mắc phải thì phải giữ mình. Nay ta khuyên mọi người hãy quay đầu lại, đánh mất mình thì muôn đời muôn kiếp gặp tai nạn. Hỡi các bậc chính nhân quân tử, hãy nhìn xa trông rộng, hãy bố thí cho vài đồng, được tiền lộ phí đi điều tra vụ án. Kính chung các chủ hiệu buôn, tiền vào chảy như nước. Đang hăn thì thấy một người ở cửa hàng đối diện nói, mấy ông ăn xin thì cứ đi mà ăn xin, việc gì phải nói lung tung. Nếu gian dâm mà có tội thì trên đời ai dám gian dâm. Tại sao ngươi bảo không phải tội? Hai Sai Nha nói, ngươi xem từ xưa tới nay những kẻ dâm đáng đều bị báo ứng thôi. Các ngươi nói thối lắm. Người ấy nói, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay, ta hoành hành khắp thiên hạ, thấy sắc là thèm, thấy gái là chơi, ta vẫn cứ sống trên cõi đời này mà chẳng thấy báo với bổ gì hết. Các ngươi chỉ nói bố láo, đừng có bậy bạ với ta.
Đây là chúng tôi tự khuyên ông. Hai trai nhà nói. Có liên quan gì đến ông? Nếu không lọt tai thì ông đừng nghe nữa. Rồi người ấy nổi khùng, bước ra khỏi quầy hàng, tống luôn. Một người ở cửa hàng bên vội kéo ra nói. Anh Nam Phong, họ là ăn mày, cần gì anh phải bắt họ nhận tội. Thế rồi anh ta quay vào lấy trong tủ ra, cho mấy đồng đưa cho người ăn mày, rồi đuổi đi. Người hàng xóm kéo anh ta vào nhà. Sai nhà dẫn phẫn uất hỏi những người xung quanh. Người ấy họ gì? Sao lại tàn ác thế? Anh ta họ Trịnh, người bên cạnh nói. Tên là Nam Phong, mới dọn về đây bán thuốc hồi đầu năm. Đó là một tên anh chị nức tiếng một thời đấy. Hai sai nhà mới bàn với nhau rằng. Ông lớn lệnh cho chúng ta đi bắt Trịnh Nam Phong, nhất định là hắn rồi. Sao chúng ta không bắt hắn giao cho quan lớn nhỉ? Quá trưa, hai sai nhà thấy Nam Phong đang nói chuyện trong cửa hàng, liền bước vào lấy xích khóa tay. Nam Phong định bỏ đi, một người mới rút dao ra đánh cho hắn mấy cái. Thì Nam Phong kêu lên. Cướp, đánh cướp làng nước ơi. Năm sáu người gào thét xông tới định đánh. Sai nhà nói rõ nguyên do, khách hàng cũng đến xem giấy. Thấy đúng mới bảo mọi người dừng tay, để cho sai nhà bắt đi. Hai sai nhà về huyện bẩm với quan. Quan lập tức tới công đường hỏi. Trịnh Nam Phong, tại sao ngươi giết Quách Nhạn Chân tại cầu Bình An, tới giờ ngươi vẫn không khai thực? Dạ thưa ngài, Trịnh Nam Phong nói. Con sống ở bãi Ngũ Lý, chẳng biết cầu Bình An và cũng chẳng biết Quách Ngàn Chân là ai, thì làm sao con biết chuyện giết người được? Người giết Quách Ngàn Chân, quan nói, tại cầu Bình An rồi cắt đầu vứt vào nhà Ngô Đầu Phụ, sao lại bảo là không biết? Dạ thưa ngài, ngài thật oan cho con quá, Nam Phong nói. Con cách đó rất xa, ngay cả việc ấy con cũng chẳng nghe tin, thì làm sao mà biết được? Trong số sai nhân cũng có người biết hắn mới bẩm rằng chỗ hắn ở trước đây rất gần Quách Ngàn Chân, tới dốc Đại Thủ cũng phải qua cầu Bình An. Thế đúng rồi, quan nói. Rõ ràng là mày, thế mà vẫn còn chối cái. Cả người đâu, đánh cho nó 80 gậy. Nam Phong cứ kêu oan, quan mới lệnh cho sai nha kẹp hắn lại. Nam Phong mới cứng họng, song vẫn không khai. Quan lập tức rời khỏi công đường. Hôm sau còn đang đêm, quan mới gọi xét hỏi. Trịnh Nam Phong, Quách Ngàn Chân đích thực là ngươi giết, ngươi còn chối qua làm gì? Ta khuyên ngươi hãy khai ra mau, ta sẽ tha tội. Dạ bẩm quan lớn, Nam Phong nói. Quan lớn cứ một mực bảo con giết, vậy thì ai đã nhìn thấy? Ai là người cáo giác ạ? Nếu cứ hỏi như thế thì con cũng có thể nói chính quan lớn là người giết. Nếu quan lớn chịu nhận thì con mới khai. Quan mới đùng đùng nổi giận nói. Tao đây hỏi tử tế mà mày lại nói bậy. Bậy đâu, đánh cho nó 400 gậy. Vừa đánh xong, bỗng thấy một luồng gió hào hào thổi tới, đèn lại phụt tắt, bên ngoài có tiếng cười sằng sặc. Người trong công đường chạy tán loạn. Quan hỏi có việc gì, thì thấy một người xách chiếc đầu, tóm chặt lấy Trịnh Nam Phong, vừa kêu vừa khóc. Quan sợ hãi cuống cuồng chui xuống gầm bàn. Lúc ấy Trịnh Nam Phong sợ run như cầy sấy, lại thấy trong công đường không có một bóng người, rồi khẽ nói. Ngươi đừng bắt ta, đợi vụ án này kết thúc, ta sẽ mở đàn tràng 49 ngày, siêu sinh tịnh độ cho oan hồn ngươi. Quan đứng phát dậy nói. Ngươi nói gì? Thằng chó má này to gan thật. Thế này mà mày còn già mồm, oan hồn đòi mạng mày mà mày vẫn không khai ư? Nam Phong thấy thế không thể thoát được, hắn run như cái rẻ, bèn khai thực ra từ đầu. Dạ bẩm quan lớn ạ, con xin khai ạ. Thưa ngài, đời con là một thằng khốn nạn, chuyên cưỡi ngựa sử dụng đại đao, kết bè đảng với những tên tàn ác như chó sói. Hàng ngày thường lui tới nhà chứa, lừa dối gây tai họa khắp mọi nơi. Thấy đàn bà bèn nghĩ cách chiếm đoạt, tung tiền ra để mua chuộc. Không được thì tìm cách đánh lừa. Hôm ấy con đứng ở dốc núi, thấy một người đàn bà rất đẹp, tuổi trạng 25-26 ạ. Tuy áo vải nhưng rất duyên dáng. Con vội đuổi theo, thì đó là con dâu họ Quách. Con hỏi cô đi đâu thì cô nói rằng cô đi lấy chồng, mời cô đến tiếp khách. Con cho cô mượn chiếc châm cài đầu, cô im lặng không nói, rồi cầm lấy cài lên đầu, trông cô rạng rỡ hẳn lên. Thế rồi cô bỏ đi, bỗng thấy cô đánh rơi một chiếc túi mà không thấy cô quay lại.
con mới lặng lẽ nhặt lấy dắt vào người. Người đàn bà về nhà thấy mất túi, nước mắt lưng tròng, xin lại thì sợ lỗ vốn và sẽ bị chồng đánh. Thế rồi cô ấy quay lại tìm nhưng lại không thấy, sẽ phải chấp cổ mà chết. Lúc ấy con mới nói thực với cô, đòi cô lấy con thì con mới trả. Hẹn gặp cô lần thứ hai, cô nói rằng chồng cô rất ngang ngược, nếu chồng biết sẽ đánh chết cô ạ. Nghe thấy cô ấy nói thế, con mới đùng đùng nổi giận. Châm cài đầu giá hơn 10 lạng bạc, nếu vào nhà chứa thì sẽ được ngủ nhiều đêm liền tới sáng. Hãy tới dốc túi trả nợ cho ta. Trên thế gian này làm gì có gì thuận lợi như thế. Cô ta nói rằng chồng cô đang ốm, thôi thì hãy chờ chồng cô chết đã. Khi ấy con và cô ấy thường đi lại với nhau và cũng chẳng biết sợ hãi gì. Con nghe cô ấy nói bèn nghĩ bừa rằng nếu anh ta không chết thì sẽ lỡ mất cơ hội tốt. Quách Ngạn Chân đi buôn, hàng ngày tối mịt mới về, con mới cầm dao chờ cầu bình an. Tối ấy con đã kết liễu đời anh ta, cắt đầu thì sẽ không biết người chết là ai, xác chết ấy không có người thân thì có kết án. Trước đây con đã ghẹo vợ của Ngô Đậu Phụ vì anh ta dùng dây chói và đánh cho một trận nên thân. Nay nhân cơ hội bèn vứt đầu vào nhà anh ta rồi lẻn về nhà trốn. Sau đó nghe thấy Lã Quang Minh mắc tội oan, con rất mừng. Nào có ngờ đâu quan lớn biết được, lệnh cho sai nha đến bắt con. Bị tra khảo con vô cùng đau đớn, khiến con chết đi sống lại. Đêm ấy oan hồn đã hiện hình và nghĩ rằng sẽ không sao thoát được lưới trời. Không cách nào, con đành khai ra thực, mong ngài tha cho con ạ. Cung khai xong, quan mới hạ lệnh giam vào ngục. Từ khi Trịnh Nam Phong giết Quách Ngạn Chân, đêm nào hắn cũng mơ thấy Quách Ngạn Chân xách đầu đòi đền mạng. Không còn cách nào, hắn bèn dọn đến nhà của Bãi Ngũ Lý. Tên này đã quen thói hung ác, oan hồn không chịu buông tha, cho nên buộc hắn phải lộ họ tên, rồi bị xích tay giải lên huyện. Đến khi oan hồn hiện hình, hắn mới chịu khai. Làm gì có ma hiện hình, mà dù có đi chăng nữa thì cũng là do sợ hãi hoảng hốt mà thôi. Còn ma oan nghiệt này là do quan lớn thấy Nam Phong không chịu khai nên ông đã vờ làm ra thế để dọa hắn. Nào ngờ Nam Phong giết người nên bụng lát dạ, thấy oan hồn nên hắn hoảng sợ đã khai ra sự thực. Lập tức quan cho giam Nam Phong vào trong nhà giam, lại cho người bắt diễm cô tới. Lúc đầu thì thị không nhận, sau quan quát mắng lại dùng hình phạt. Diễm cô sợ quá phải khai thực từ đầu, quan mới phán: con này không giữ phép nhà, bỏ nhà đi lung tung, chỉ thích trang điểm tỏ ra ta đẹp hơn người, hoàn toàn không biết rằng làm dáng như thế là khiêu dâm đến nỗi hủy hoại cả danh tiết, nói một câu mà khiến cho chồng chết, tội người không thể chối cãi được. Thế rồi quan cho giam ngay Diễm cô vào ngục, tâu trình vụ án lên cấp trên. Cấp trên mới sức giấy về huyện tha cho Lã Quang Minh. Sau đó đao phủ tới đưa Ngô Đậu Phụ, Trịnh Nam Phong và Diễm cô tới pháp trường. Ngô Đậu Phụ bị treo cổ, Trịnh Nam Phong bị chém đầu, sáng vứt ngoài đồng hoang, đầu bị treo trước cổng thành cho mọi người biết. Diễm cô thì bị treo cổ. Trước khi trên cha mẹ thị là Lạc Niên Phong và Kim Thị trông thấy đã hối hận vì trước đây quá nuông chiều, không khuyên răn dạy bảo con để đến nỗi con phải chết thê thảm. Họ vô cùng đau đớn, mang xác con về an tán. Vợ chồng Niên Phong đau đớn quá rồi chết. Sau khi Trịnh Nam Phong chết, vợ hắn bỏ tiền ra mua dâm rồi theo trai chạy trốn. Tên này được tiền rồi bỏ mặc giữa đường, thì đói rét quá rồi cũng chết nốt. Con thì bị người ta nhặt được bán cho nhà chứa nuôi lớn để sau này tiếp khách làng chơi và rất thạo nghề. Vợ Ngô Đậu Phủ tái giá. Lã Quang Minh trở về bán hết nhà cửa trả nợ, trở thành kẻ nghèo rất mỏng tơi, phải đi ăn mày. Lão Quách thì đưa con về quê chôn, nuôi đứa con nhỏ thành người, sau này cuộc sống cũng dư dật. Xem ra thì trong thế gian này, rượu chè sắc dục tiền của và sự tức giận làm hại người ta không ít, song thiếu nó cũng không được. Bởi thế thánh nhân dạy người ta ngoài chữ chung, chung có nghĩa là không thiên lệch. Rượu sắc đẹp tiền tài và sự tức giận phải đạt tới chữ chung thì con người sẽ có lợi, quá chữ chung sẽ có hại. Chúng ta thấy Lã Quang Minh nếu không ham rượu thì làm sao mắc oan được. Quách Ngạn Chân trái lời cha, dâm dục thách đố cha, mặc cho vợ ăn diện, bảo mẹ là lắm mồm để đến nỗi đầu lìa khỏi cổ, đầu một nơi, người một nẻo. Trịnh Nam Phong thì tham sắc,
Kết cục vợ chạy trốn, con vào nhà chứa, phải phơi thây nơi đồng hoang. Gã đồ tể Yến thấy việc vòi tiền, lại vì tiền mà chết. Ngô Đậu Phù nổi giận giết người, phải chết vì treo cổ. Diễm Cô lười nhát, thích ăn diện, bỏ đi lăng nhăng, để đến nỗi thất tiết mất chồng, phải treo cổ nơi pháp trường. Cha mẹ không thấy được lỗi lầm vì mình không dạy con, ngược lại vì con chết bất đức mà chết. Các bạn hãy trông gương những người ấy mà dặn mình, để nhìn thấy nhận, rồi để nhìn nhận thật thấu đáo về rượu chè dâm dục, tiền của và sự tức giận. Đừng để nó làm lụy đến thân.